Thưa quý vị, thời gian qua, các trường học trên địa bàn tỉnh thực hiện tốt các quy định về vệ sinh, cơ sở vật chất tương đối đạt, khuôn viên trường rộng rãi, thoáng mát, bếp ăn tập thể thực hiện tốt việc đảm bảo an toàn thực phẩm, qua đó cải thiện điều kiện vệ sinh môi trường, học tập, phát hiện sớm bệnh tật. Các hoạt động y tế trường học như truyền thông phòng chống bệnh học đường, khám phát hiện sớm bệnh học đường, quản lý theo dõi sức khỏe tại các trường được quan tâm triển khai. Nhờ vậy, tỷ lệ mắc mới các bệnh tật ở trẻ mầm non, học sinh phổ thông, chủ yếu là cận thị, công dạy cuộc sống, thừa cân, béo phì, bệnh răng miệng, rối loạn tâm thần học đường, giảm rõ rệt qua từng năm và dưới 30%. Trong đó, năm 2016, tỷ lệ này là 16,3%, năm 2017 là 9,08%, đến năm 2020 chỉ còn 0,3%. Theo thống kê, cũng trong giai đoạn 2016-2020, tỷ lệ trẻ mầm non, học sinh phổ thông được sàng lọc, tư vấn điều trị cận thị, cong vẹo cột sống, thừa cân béo phì, bệnh răng miệng, rối loạn tâm thần học đường trung bình đạt hơn 96%. Mỗi năm hơn 90% số học sinh ở vùng nguy cơ cao được tẩy dung định kỳ 2 lần và tỷ lệ này cũng tăng đều qua các năm.